Chào mừng các bạn đến với hành trình vô địch đạt huy chương vàng bóng bàn đôi nam nữ phối hợp lần đầu tiên Thế vận hội Tokyo năm 2020 của Mizuta Nijun và Mima Ito của nước chủ nhà Nhật Bản. Ở vòng 16 đội, Mizuta Ni và Ito đã giành chiến thắng trước cặp đôi người Áo, Stefan và Sofia với tỷ số 4-1 khá dễ dàng. Vào vòng tứ kết, Mizuta Ni và Ito sẽ tranh tài cùng cặp đôi người Đức, Petiser và Patrick. Cặp đôi người Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở ván thứ 7 quyết định, có tỷ số 16-14 nghẹt thở với rất nhiều cảm xúc. Come on!
Tại vòng bán kết, Mizutani và Ito sẽ tranh tài cùng cặp đôi người Đài Bắc Trung Hoa, Lin Junju và Chen Yiching. Cặp đôi người Nhật Bản thắng khá dễ với tỷ số 4-1, giành quyền vào chơi trận chung kết.
Chào mừng các bạn đến với trận chung kết đôi nam nữ Thế vận hội Tokyo năm 2020. Đội ứng cử viên vô địch Trung Quốc, Su Xin và Liu Siquan. Đội chủ nhà Nhật Bản, Mizutani và Ito. Theo xếp hạng của ITTF, bóng bàn nam Su Xin đang xếp thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau đàn em Phan Văn Đông. Và Mizutani xếp thứ 18, bóng bàn nữ thì Ito đang xếp thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau đàn chị Chen Men của Trung Quốc, còn Liu Siquan thì hạng 7 thế giới. Các vận động viên đang khởi động rất hăng say. Trọng tài chính cho trận chung kết là ông Roman Glecker, người Cộng hòa Séc. Và trận đấu đã được bắt đầu. Nhật Bản là đội giao bóng trước với Mizutani. Su Xin đỡ giao bóng. サービス浮いた。踏み込んでいったが返っていた。決め。この後、バックハンド突きた。バックハンド1位のリード。バックハンド伊藤。混合ダブルス決勝です。 Gián thứ nhất kết thúc nhanh chóng, Trung Quốc dẫn trước 1-0. Ván thứ hai bắt đầu, Su Xin giao bóng. Ván thứ hai Trung Quốc thể hiện sức mạnh và sự già rơ đánh đôi của Su Xin và Liu Siquan. Đội đang dẫn trước 8-1. Đội Nhật Bản đang quyết liệt gỡ lại 8-5. Đội Trung Quốc ngay lập tức đã xin quyền tham ao. Kết thúc gián 2, Trung Quốc đang dẫn Nhật Bản 2-0. Gián thứ 3 đã bắt đầu, Nhật Bản quyết tâm giành từng điểm để gỡ lại. Bốn đều rồi. Năm đều. Sáu đều, ván đấu rất căng thẳng. Bảy đều.
しましたね。はい。返した。よし。今度。よし。まあ水谷もリオのオリンピックでこの巨金でダンク。Ván thứ 3 kết thúc, Nhật Bản đã gỡ lại 1-2. Ván thứ 4 bắt đầu rất nhanh chóng. Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh và dẫn trước 3-0. Nhật Bản lần đầu vươn lên dẫn trước 7-6. Ván đấu quá căng thẳng và sôi nổi các bạn ạ. Kết thúc ván thứ 4, Nhật Bản gỡ 2 đều. Hay quá các bạn ạ. Ván thứ 5 đã được bắt đầu. Ito của Nhật Bản giao bóng trước. Nhật Bản dẫn trước 2-0. Bóng trả lại rất nhanh. Lưu Tư quen kịp né người nhưng Tư Sinh đánh trượt bóng. 5-2 cho Nhật Bản. Vẻ mặt Ito rất căng thẳng khi đội bị gỡ điểm. Trung Quốc gỡ 6 đều. Ito xuất sắc ghi điểm. 7-6 cho Nhật Bản. Mizutani gây khó khăn cho Su Shin đánh hỏng. 8-6 cho Nhật Bản. Trung Quốc gỡ 8-9. Lần này Nhật Bản xin quyền tham ao để giảm bớt hưng phấn của đối thủ. Hết thời gian tham ao, Ito tiếp tục ghi điểm. 18 cho Nhật Bản. Tôi xin ghi điểm. 9-10 cho Trung Quốc. Và 11-9. Ván thứ 5 kết thúc quá căng thẳng. Tỷ số bây giờ là 3-2 nghiêng về Nhật Bản. Ván thứ 6 đã bắt đầu. Su Shin là người giao bóng trước. Nếu ván này thất bại, thì Su Shin để tụt mất huy chương vàng nội dung đôi nam nữ phối hợp Thế vận hội Tokyo 2020. Ito dứt điểm pha bóng bổng rất mạnh và hiểm. Su Shin không tài nào đỡ được.
Trung Quốc ghi liên tục 4 điểm thật ngoạn mục. 10 năm cho Trung Quốc. Ván 7 đã gần kề cho Su Xin và Liu Siquan. 11-6. Trung Quốc đã gỡ lại ván thứ 6. 3 đều. Ván thứ 7 mong đợi cho trận chung kết đã xảy ra. Ván thứ 7, ván đấu cuối cùng cho chiếc huy chương vàng Thế vận hội Tokyo 2020 đã được bắt đầu. Không thể tin được. Ván đấu thứ 7. Ván đấu cuối cùng mà Mizutani và Ito Ngoan Cường dẫn trước 8-0. Không thể tin được các bạn ạ. Tỷ số là 10 năm rồi. Quá nhiều match ball cho Mizutani và Ito. Ván 7 đã kết thúc với tỷ số 11-6. Và trận đấu cũng đã kết thúc với phần chiến thắng thuộc về Mizutani và Ito. Huy chương vàng nội dung đôi nam nữ phối hợp Olympic 2020 đã thuộc về chủ nhà Nhật Bản. Xin chúc mừng. Niềm vui không tả xiết của Mizutani và Ito cùng huấn luyện viên trưởng. Một lần nữa xin chúc mừng Mizutani, chúc mừng Ito, chúc mừng Nhật Bản.